Bây giờ anh vừa xin rút cho em chơi chung một trận, anh thách em là cùng rút bảo vệ server của Thái Lan. Nếu như mà bảo vệ được á, cũng như là lấy tới một, anh cho em full súng level 7 luôn. À đâu? Cái gì được chơi chung với rút thì hắn hả? Chứ là cho anh vừa xin mà. Thanh niên Lâm này chính là fan của rút anh em ơi, cho nên là được chơi chung với rút, nói chung là nó cũng khá là vui luôn ấy. Chơi chung với idol cũng quá hay rồi. Bây giờ là em tự tin là bao nhiêu phần trăm là em có thể được top 1 ở trận đó? 7% anh hai ơi, tại chơi chung với idol cũng quá à. Trời ơi quái rồi, mỗi lần là bé Lâm là 1 tỷ % anh em ơi, bây giờ đúng 70% luôn ấy. Mà nói chung là rút là lần đầu tiên mà bé Lâm chơi chung luôn anh em ơi, từ đó giờ nói chung là chỉ đối đầu thôi anh em à. Ok, bây giờ là chơi luôn nha. Ok luôn hai. Rồi vô. Hello, lại là mình Sima đẹp trai, có 102 đây. Lại bé Lâm kiếm bên đây. Ok, theo như mà anh em xem video trên kênh của Rút á thì chỉ xem được là những pha highlight này kia căn bốn thôi anh em ơi. Chứ mà ít khi là xem một cái trận đấu mà full của Rút lắm anh em à. Và hôm nay là chỉ được giao lưu đúng một trận thôi anh em ơi, cho nên là Rút bắn như thế nào là mình cũng sẽ quay lại nha anh em ơi. Và bé Lâm nó bắn như thế nào mình cũng sẽ quay lại luôn nha. Lỡ như mà thanh niên Lâm này vô gung á là kiểu bắn không được mà để Rút gánh là nhục như con cá nục luôn anh em ơi. Và để xem là trận đấu này là bé Lâm được bao nhiêu kill đã anh em ơi, có lấy được tới 1 không nha. Rồi, thì trước khi mà bé Lâm qua bên server của Thái Lan á, anh em đừng quên là để lại cho bé Lâm xin một like này cũng như là một cái comment là bé Lâm cố lên để cho bé Lâm là có động lực cũng như là qua đó là chơi và gánh tem nha anh em ơi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ qua bên server của Thái Lan nha. A few inches later. Đây rồi, hết được hầu quá trời người luôn. Ui, rút nhảy ở sao bé Lâm anh em ơi. Ok, bé Lâm có súng rồi nha. UMP. Thì rồi chứ mặt cái lắm ơi. Xin dính biệt cũng nha. Một kêu đầu tiên dành cho bé Lâm nha. Ngon cơm, ngon cơm. Ui, bên Rút là có người sao anh em ơi. Rút hình như là đang bắn kìa. À, từ Lâm ơi. Ui, bé Lâm bị trúng homer luôn rồi đấy. À, chứ mặt bé Lâm anh thấy là đang có một người đấy nha Lâm ơi. Đi Lâm đồ thôi. Ui, có anh Lâm ơi. Chở tiếng nóc rồi. Trời ơi, thanh niên này trâu vậy. Mình vừa cảnh báo bé Lâm là trước mặt có một người. Rồi, cũng nóc với Rút rồi anh em ơi. Ok. Một kill đầu tiên rồi, không biết trận này được bao nhiêu kill đây. Cố gắng là nhiều kill hết mức có thể nha Lâm ơi. Cái nick này mà sao vào Thái Lan của bé Lâm á anh em thì tôi thấy là cũng có được đâu đó vài cái súng leo 7-18 anh em ơi. Với lại đồ này kia thì cũng không được nhiều anh em à. Đâu đó là được có 60 mấy bộ thôi. Ok. Ui, có người trước mặt này. À, nóc rồi. Ui, con người nó là Lâm ơi. Ui, quá trời người đây luôn. Thế rồi, bắn đi. Trời ơi, tết sư gia nó kìa gớm vậy. Ui. Rồi, xong thanh niên Lâm. Hay quá Rút ơi. Ui, Rút bắn kinh vậy. Công nhận là Rút là công nhận ra đạn là cứ vô đầu anh em ơi. Hiện tại là Rút chơi PC nha anh em ơi. Nói chung là anh em thấy từ trước giờ là highlight này kia là Rút được chơi PC á. Thành ra trong trận này là Rút ghép ngẫu nhiên với lại với Lâm là bằng PC anh em ơi. Không biết là PC là có gặp Bro không nhờ. Trời ơi, Bro là xác định là ngủ của tỏi luôn ấy. Khi có nhiều anh em đang thắc mắc đó là tại sao Rút là không có ra video highlight nhiều hơn ấy mà tận đâu đó là mấy tháng trời rồi chưa có ra anh em ơi. Thì tôi có nắm bắt cơ hội này cũng như là tôi hỏi á thì Rút bảo là trong một cái thời gian này Rút sẽ họp anh em ơi. Nhưng mà không họp theo dạng là nghỉ game nha anh em ơi, như kiểu là không có ra video highlight thôi, còn game thì vẫn chơi anh em à. Và Rút sẽ comeback sớm trong một thời gian tới anh em à. Và tôi nghe đâu là trước Tết anh em ơi. Ok, thì đó là thông tin mà tôi nhận được từ Rút nha anh em ơi. Anh em có thể là đón xem là trong thời gian tới là gần Tết ấy thì Rút sẽ ra nhiều video hơn cho anh em xem nha. Bé Lâm vừa chi nã một người anh em ơi. Và hình như là thanh niên này đang di chuyển qua này. À, đang cái hướng mà doanh trại anh em ơi. Lần này căng nha. Ê Lâm ơi, coi chừng là bị bắn nóc nha mày. Biết rồi anh hai ơi, trận này em bắn kỹ lắm. Trời ơi, trận đấu này mà bé Lâm mà nó nóc là coi như là toan luôn anh em ơi. À, biết rồi, nghe chữ Rút cài. Bắn đi Lâm ơi. Sao mà đã được nè. Ui, một pha lên đầu nhưng mà không đủ đam. A à, đù, công luôn hả Lâm? Công luôn anh hai ơi. Thanh niên Lâm này chơi ảo ma đó nha, tới bến luôn anh em ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Ê, chứ mà cà Lâm ơi nó công lên chỗ em kìa. Ê, dân chơi này nóc mọc. Ê, còn người cà Lâm ơi hình như là đồng đội của nó. Đây nè, liêu một tem. Trời ơi, nhanh gọn luôn anh em ơi, Rút chưa kịp làm gì luôn ấy. Thanh niên Lâm này có vẻ là nhanh gọn lẹ đây. Ui, Rút là dùng combo là súng với trang với Lâm luôn kìa anh em ơi. MB với lại là cây X18 anh em à. Nếu như mà các bạn xem video tới đây rồi mà chưa có nhấn like á, thì đừng quên là cho bé Lâm xin một like nha anh em ơi. Mọi người nhớ like và đánh kênh cho anh Sima nha. Và nhớ là qua kênh bé Lâm Gaming của bé Lâm á, cũng như là đón xem video vào buổi chiều mỗi ngày nha. Bé Lâm làm video vào buổi chiều mỗi ngày á, cho nên là anh em nhớ là qua xem để ủng hộ bé Lâm nha anh em ơi. Kỹ năng bé Lâm bắn cũng như là làm video cho anh em xem bên đó đi. Ok. Có một người vì bị Rút chi nãy mà không dám xuống anh hai ơi. Từ Lâm ơi, bây giờ là em quay trở lại đi để xem là có thanh niên nào mà vô trong tháp đồng hồ không. Ok luôn anh hai. Lỡ như đứng đè thủ nữa sao nó bắn lén tới nữa thôi khỏi đỡ luôn á anh em ơi. Đây rồi, nó công xuống rồi kìa Lâm ơi. Công xuống nè. Rồi xong nó đặt keo luôn. À, dân chơi này có vẻ là máu chiến đó anh em ơi. Từ nãy giờ là Rút chi nã nhưng mà nó không dám xuống, bây giờ nó dám xuống rồi nè anh em ơi. Đây nè. Trời ơi, Rút bắn gì gớm vậy.
Ui, hình như là cây pháo cầm tay sao anh em ơi. Ok, từ từ lắm ơi, bây giờ em kiếm để xem là có cái gốc nào bắn không. Ui, hình như là nó núp sau cái cục đá anh em ơi. Trời, quái đạn thiệt sự luôn ấy. À, núp sau cục đá, mày lần này mà xác định là tới một chuyện rồi. À, thấy không, thấy cho bắn luôn ơi. Lú ở đây nè. Ui, nó không lú luôn cả anh em ơi, nhìn núp ghê chứ không cố nổi. Thôi, bây giờ em chạy về vị trí con gốc. Đúng rồi Lâm ơi, quay trở về vị trí cũ đi để xem là bé Lâm có bắn được không nha anh em ơi. Ngay vị trí này là bé Lâm không có góc bắn anh em à, hình như là nó núp bên kia sao ấy. Ok, này rồi, dân chơi này có vẻ là một mình cho nên là không có dám công lên gọi anh em ơi. À, đây rồi, gầu xong rút bắn nóc luôn anh em ơi. Ôi, rút bắn hay quá vậy. Kinh thật sự luôn anh em à, rút nãy giờ là hơn kêu của bé Lâm luôn anh em ơi. Công nhận đúng kiểu bờ rồ có khác anh em à. Ok, bây giờ là quay trở về vị trí của tháp đồng hồ này, ngay chỗ trung tâm luôn anh em ơi. Bé Lâm vừa chi nã một người, bây giờ là nó cong xuống nó chơi khô máu luôn anh em ơi. Công nhận là đẳng cấp thực sự luôn ấy. À, chứ mặt kìa Lâm ơi. À, thấy rồi, thấy rồi. Lú ra đây nè. À, đu hù, dân chơi này có vẻ đang giao tranh bên kia anh em à. Đây nè, pháo bom keo. Ok, đục bom keo luôn Lâm ơi. À, nhờn hả? Trời ơi, là chở đâu mà nó nhiều keo dữ vậy. Rồi, xong luôn. Ok, lụm đạn lụm súng lại Lâm ơi. Con nhã đi, nó nhiều keo thiệt anh hai ơi. Bây giờ là quay trở về mà tháp đồng hồ đi Lâm ơi. Lỡ như có thanh niên nào mà ở bên xưởng cơ khí nó công qua nó là hơi toan đấy. Bé Lâm là có nhiệm vụ là bảo vệ tháp đồng hồ anh em ơi, cho nên là không để thanh niên nào mà xâm nhập vô nha. Buồn buồn cắn móng tay, cắn xong rồi lại liếm móng chân. Dễ vô anh hai. Nhớ mày, xuống kẻ bo nó đi, trời rượu là trời. À, bây giờ là nó đang kiểu chạy bo nè anh em ơi. Anh em thấy là bo hiện tại đang thu vô này. Hình như là thanh niên chi nã này là có đồng đội nha Lâm ơi. Chạy xuống liền. Ok, công xuống chơi tới bến luôn chứ còn gì nữa. Đã gọi là dân chơi Lâm là qua bên server Thái Lan là phải chơi tới bến này anh em ơi. Chơi mà tới khi nào mà nóc mà nghỉ luôn anh em à. À, bây giờ em công qua luôn đi Lâm ơi. Đừng có đứng ngay bức tường này mày. Ok, đúng rồi, đứng ngay đây này, nó có chạy qua là bắn là hợp lý luôn ấy. Anh em núp ở đâu ta? Chạy nè, nóc luôn. Hay quá Lâm ơi, gặn luôn Lâm ơi. Ok, ê, còn người kìa Lâm ơi. Ui. Đây rồi, còn đồng đội đó nè. Rồi, xong rồi, tới bến rồi anh em ơi. Ui, không sao, có rút cái bên kìa Lâm ơi. À, lú ra tầm này rút cho ông phát là full đỏ luôn này. Ui, nó công lên nó chơi rút luôn anh em ơi. À, đặt keo này. Đây nè, hết sọt luôn. Rồi, cuối cùng là kêu này cũng thuộc về bé Lâm rồi nha anh em ơi. Bây giờ là trên mới đầu còn lại là 6 người. Mà trừ bé Lâm với lại là rút ra là còn lại là 4 người anh em ơi. À, căng nha, căng nha. Ok, tầm này là anh nghĩ là em vô bo được rồi đó Lâm ơi. Ok luôn ha. Bo tầm này là nói chung là không có còn ngay tháp đồng hồ nữa anh em ơi. Mình nghĩ là cũng không còn ai nữa đâu. Mà cũng đã hồi kết rồi anh em à. Trừ bé Lâm lại rút ra là còn 3 người. Mà mình nghĩ là 3 người còn lại là chắc là ở trong xưởng cơ khí đó anh em ơi. Bé Lâm vừa chi nã một người, gồi xong nóc luôn. Trời ơi, đen thật sự luôn ấy. Ui, còn lại là 2 người anh em ơi. Gọi gọi, lần này tới 1 hơi dễ nha. Trời ơi là trời, 2 người mà đối đầu với lại là bé Lâm với Gút nữa thì thôi hơi khó ăn rồi nha anh em ơi. Tôi nghĩ là tới 1 là chắc chắn là thuộc về bé Lâm với lại là Gút luôn rồi đây. Ok, bây giờ là chỉ còn tìm được vị trí của 2 thanh niên còn lại là để xem là đang ở đâu nha. Anh nghĩ là 2 thanh niên còn lại là nằm ngay chân mà xưởng cơ khí đó Lâm ơi. Họ chân dạng xưởng cơ khí quá anh hai ơi. Đúng rồi, đi lên xưởng cơ khí luôn. Ui, quải nồi, không biết là có đúng là nó xưởng cơ khí không anh em ơi. Lỡ như ở đâu mà tháp đồng hồ mà nó cong lên nó hơi toan đây. Nhưng mà chắc mình nghĩ là không có đâu anh em ơi. Bây giờ lên thẳng luôn là xưởng cơ khí luôn nha. 2 thanh niên còn lại không biết là có bờ rồ không anh em à. Nhưng mà mình nghĩ là cũng thuộc dạng là bờ rồ đấy. Tại vì bờ rồ mới sống từ giờ này anh em ơi. Trời ơi là trời, không bờ rồ chắc là nãy giờ nóc từ đầu game luôn rồi đây. Ok. Không lẽ 2 người còn lại cho nóc xưởng ta? À, cũng có lý anh em ơi. Mình lại sợ là 2 người còn lại là núp ở trên nóc xưởng ấy. À, bây giờ em đi chi nã là biết liền chứ vậy. À đu, bo này là chi nã được luôn hả? Đúng rồi anh hai ơi. Ok, bây giờ là bé Lâm sẽ đi chi nã anh em ơi. Để xem là 2 người còn lại đang ở đâu nha. Rồi, tới bến rồi. Mình chắc chắn là 2 người còn lại là chung một tem luôn anh em ơi. Sau khi mà bé Lâm chi nã là cũng biết được vị trí của 2 người còn lại đang ở đâu rồi nha anh em ơi. Đây rồi, tới liền. À, hình như là 2 người còn lại là núp sau cái gốc cây này. Sao mà đã được nè. Hay quá, còn một người. Yeah, tớ một nhìn chung.